Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay trong video này Ngọc Ánh xin gửi tới quý vị một dự án mới chỉ có 2 căn ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hai căn nhà này thì có cái ưu điểm là có một cái sân đằng trước để xe riêng nha mọi người. Và có cổng riêng của hai căn như quý vị ở đây nhìn thấy. Đó, từ vị trí của cái ngôi nhà này ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, nó chỉ 1 km, cách với lại cầu Trắng Hà Đông 4 km, và cách với lại trung tâm thương mại Aeon Hà Đông 1,2 km thôi. Xung quanh vị trí của cái ngôi nhà thì đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Ngõ trước nhà 2m, cách trục đường ô tô đi lại 50m nha quý vị. Đó, như mọi người có thể nhìn thấy, với cái thông số nhà thì thiết kế là 4 tầng, hướng nhà là hướng Tây Nam cả hai căn. Và cái mặt tiền của ngôi nhà thì rất là rộng, 3m84 nha mọi người. Với cái hiện trạng của ngôi nhà này, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ, bàn giao luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý khách hàng nào có nhu cầu. Và đặc biệt hỗ trợ tối đa quý vị lên tới 80% giá trị của căn nhà, với cái thời gian vay lâu nhất là 20 năm và ngắn nhất là 3 năm, lãi suất ưu đãi nhất. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về cái ngân hàng thì có thể gọi điện ngay cho Ngọc Ánh nha. Tiếp theo, Ngọc Ánh giới thiệu tới mọi người với cái hai căn nhà này thì ở đây chủ đầu tư có lắp đặt ngay ở đây cho mình là một cái vòi nước ở bên ngoài. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ riêng biệt từng căn nha mọi người. Đây chính là cái đồng hồ nước của ngôi nhà của hai căn. Đây. Ở đây mọi người nha. Hai căn nhà này xây dựng là liền nhau, tuy nhiên thì là đây, như mọi người có thể thực tế nhìn thấy ở đây, tường riêng, móng riêng và cột riêng nha quý vị. Ngọc Ánh khẳng định với quý vị như thế. Thì trong hai căn này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới căn đầu tiên tới quý vị. Với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Phần mặt tiền của ngôi nhà thì rất là rộng, rất là thoáng. Và cái thiết kế cửa chính của ngôi nhà thì hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa inox 304 và bên trong là cửa kính cường lực nha mọi người. Đấy. Để mà nói thì cái vị trí của ngôi nhà này thật sự là nó rất là gần mọi người ạ, đi lại rất là thuận tiện. Quý vị nào mà cân nhắc cái khu vực ở Hà Đông mà cái trục đường Lê Văn Lương này, lên Thanh Xuân này, đi ra Hoài Đức thì căn nhà này đáp ứng đủ cái tiêu chí đó nha. Mời mọi người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà đây, như mọi người có thể nhìn thấy thì Ngọc Ánh giới thiệu rồi. Mọi người có thể để xe ở phía bên ngoài, còn đây là phần phòng khách. Toàn bộ phần hoàn thiện gạch lát nền cũng như là phần trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Phần trang trí ở dưới phòng khách ở đây thì chủ đầu tư cũng đã thiết kế cho mình rồi. Đó, tấm ốp nhựa giả gỗ rất là hợp lý, rất là đẹp, kệ để tivi ở đây. Khá là hợp lý, và đây chủ đầu tư lắp đặt luôn cho mình một cái quạt trần nha mọi người. Căn nhà này thì sổ đỏ đầy đủ hết rồi, giá chào bán thì 2.550.000.000 đồng. Với căn nhà này, quý vị chỉ phải chi trả khoảng tầm 800 triệu đồng tiền mặt thôi là đã có thể sở hữu rồi, phần còn lại ngân hàng hỗ trợ mình nha. Ngoài ra cái vị trí của cái ngôi nhà này ấy, thì nó rất là gần với trường đại học Kiểm sát Hà Nội mọi người ạ. Rất là gần thôi, nó chỉ cách cái trường đại học đấy nó khoảng tầm 500m thôi. Dân sinh đông đúc và cũng cách chợ ấy, chợ dân sinh nó chỉ khoảng tầm 300m thôi mọi người ơi, rất là gần. Mọi người theo em vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Với gian phòng bếp cũng vậy, hoàn thiện xong xuôi, chi tiết. Với căn nhà này thì chỉ còn một chút dọn dẹp nữa thôi là có thể về ở ngay rồi. Đó, bởi vì cả hai căn này là vừa mới hoàn thiện xong xuôi lên ấy mọi người. Với phần tủ bếp của ngôi nhà đây, tủ bếp của căn nhà thì được thiết kế với cái tông màu trắng và tông màu nâu nhạt. Và cái tủ bếp được thiết kế là tủ gỗ An Cường, chống cong vênh, chống mối mọt, chống thấm nước luôn nha mọi người. Đặc biệt những cái phụ kiện đi kèm thì đều là chất liệu inox 304. Đó, rất là chắc chắn. Ngọc Ánh review thì cứ mọi người cứ yên tâm luôn, là người thật việc thật, nhà thật và giá thật. Rồi, chậu rửa bát cũng như vòi rửa toàn bộ chất liệu inox 304. Nước sạch thì đã được lắp đồng hồ riêng, và nước sạch sử dụng là nước sạch sông Đà, và điện lực thì là điện lực Hà Nội. Hồ sơ điện, hồ sơ nước là xong xuôi hết rồi, riêng biệt từng căn nha mọi người. Sổ đỏ thì cũng là sổ đỏ riêng biệt nha mọi người. Với cái căn nhà này diện tích là 34m2. Đó, để mọi người có thể biết được. Với cái phần phòng bếp của ngôi nhà ở đây thì có cả một cái cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy cái không khí vào trong cái căn phòng bếp mọi người nha. Rất là thoáng. Cái gạch lát nền của kích thước của ngôi nhà là 60-60, màu trắng. Cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà thì là màu vàng nhạt, khá là hợp lý, ấm cúng, cũng như là cái ngôi nhà này thì nó rất là thoáng mọi người ạ. Ngoài ra phía tầng 1 của ngôi nhà thì có nhà vệ sinh,
đầy đủ về hệ thống bồn cầu, lavabo cũng như là hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm hệ. Với cái ngôi nhà này, ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà là đã có bồn nước một khối rồi. Và cái ở phía dưới tầng 1 này đã có bể ngầm 2 khối 8 nha mọi người, để bơm nước trực tiếp lên trên 4 tầng sử dụng. Tiếp theo, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen trắng và tay vịn cầu thang ở đây như mọi người có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh ở đây là toàn bộ là gỗ lim Nam Phi mọi người nha. Đó. Với cái phần ngăn cách giữa phòng khách và phía cầu thang thì ở đây có một cái vách gỗ CNC. Cũng có thể mọi người có thể trang trí lọ hoa ở đây, các thứ nói chung là cũng khá là hợp lý đúng không ạ? Với cái căn nhà này thì thiết kế như sau. Tầng 1 là phòng bếp và phòng khách. Vậy tầng 2 thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo em lên tham quan tầng 2 của ngôi nhà nhé. Và mọi người ơi, với cái thiết kế của cái căn nhà này thì tầng 2 thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, phòng ngủ thì được lát toàn bộ sàn gỗ nha mọi người. Đó. Hành lang đi vào thì là lát gạch kích thước 60-60, nhưng mà riêng phần phòng ngủ thì là lát sàn gỗ. Với cái căn nhà này thì ưu điểm của nó là có ban công mở hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Đồng thời cửa được thiết kế là cửa mở và có 2 cửa sổ ở hai bên mọi người nha. Đó. Ngoài ra thì chủ đầu tư có lắp thêm rèm cửa này. Rất là đẹp ở trong cái gian phòng này. Và cái diện tích của cái căn phòng này thì nó khoảng tầm 13 mét vuông nha mọi người. Đó. Cửa ban công thì được thiết kế là cửa nhôm hệ. Còn cửa sổ hai bên thì được thiết kế hai lớp mọi người nha. Nói chung là về cái độ thẩm mỹ cũng như là cái an ninh thì mọi người không phải lo về cái ngôi nhà này. Quan trọng nhất là vị trí mọi người ạ. Và cửa thông phòng cũng vậy, thiết kế là cửa nhôm hệ. Đó. Cửa này thì cách âm cũng rất là tốt nha mọi người. Đây, hành lang đi ra cũng khá là rộng. Tiếp theo, cái căn phòng ngủ nữa, bên trong. Căn phòng ngủ này có 2 cửa đây mọi người có thể nhìn thấy đây. Cửa sổ này và cửa đây nha mọi người nhá, cửa bên hông này. Thì cái căn phòng ngủ phía bên trong nó nhỏ hơn một chút, nó khoảng tầm 11 mét vuông so với cái căn bên ngoài. Tuy nhiên, phòng ngủ nào cũng vậy, vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ nội thất ở bên trong căn phòng nha mọi người. Đó. Và cái căn phòng ngủ nào cũng vậy, mọi người có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh ở đây là trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Chỉ việc dọn đồ về và ở với cái căn phòng nhà, cái căn nhà này thôi nha mọi người. Đó, cửa sổ chủ đầu tư cũng thiết kế đầy đủ chi tiết, khá là tỉ mỉ. Ngoài ra, hai cái căn phòng ngủ này thì còn có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì đầy đủ hệ thống bồn cầu, hệ thống sen tắm nóng lạnh, hệ thống sen cây hàng nhập khẩu nha mọi người. Và lavabo bàn đá rất là đẹp. Đó. Nói chung ấy, với cái diện tích 34m nó không phải là quá là rộng mọi người ạ. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã cố gắng thiết kế đáp ứng cái công năng sử dụng tối đa cho một ngôi nhà với cái diện tích này. Vậy thì tầng 3 thiết kế như sau. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 3 nhé. Và mọi người ơi, với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cũng vậy, giống như tầng 2, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Thì đây là trên phía tầng 3 nha mọi người. Nói chung là thiết kế tương tự. Cái ưu điểm lớn nhất của cái căn nhà này đó là cái vị trí của nó. Thì đi lại cũng khá là hợp lý và cái giá cả thì của khu vực là cũng hợp lý nha mọi người. Tiếp theo nữa là cái nhà này nó là 4 phòng ngủ. Với cái diện tích 34m mà chủ đầu tư thiết kế 4 phòng ngủ như thế này cũng là hiếm nha mọi người. Và đây, cửa sổ ở trên phía tầng 3 này thì thiết kế khác biệt hơn một chút so với tầng 2. Ở phía dưới thì ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Nhưng mà lên trên tới phía tầng 3 này thì chủ đầu tư thiết kế 2 cửa sổ nha mọi người. Đó. Nó có phần khác biệt đi một chút để phân biệt giữa các tầng với nhau. Đây. Rất là mát nha mọi người. Hướng là hướng Tây Nam. Không nóng lắm đâu ạ. Quý phụ huynh nào mà đang có con em mà theo học trường đại học kiểm sát thì đây là một căn nhà rất đáng để lựa chọn nha mọi người. Bởi vì cái vị trí của cái căn nhà này ra đến nó rất là gần, chỉ 500m thôi. Xung quanh chợ dân sinh, chợ trường, phường trạm đầy đủ. Gần với lại các trung tâm thương mại, gần với lại trung tâm của Hà Đông, gần với tất cả các bệnh viện lớn. Vậy thì mọi người còn chần chờ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh để được tư vấn trực tiếp nha. Đó, tầng 3 cũng vậy, cũng được thiết kế 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Như vậy, tổng của cái căn nhà này thiết kế là 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh,
một phòng bếp, một phòng khách và một phòng thờ, sân phơi riêng biệt. Phòng thờ và sân phơi thì được thiết kế ở trên tầng 4. Vậy thì tầng 4 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em. Và tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế là bước chân lên trên phía cầu thang trên tầng 4 là có một ô dính trời để lấy toàn bộ cái ánh sáng xuống khu vực cầu thang, như quý vị có thể nhìn thấy. Tay vịn đây, mọi người có thể nhìn thấy từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 đây nhá. Và tầng 4 thiết kế ở đây là khu vực để máy giặt. Có hẳn một khu vực riêng để máy giặt nha mọi người, có phòng thờ riêng. Đây ạ. Đây chính là cái gian phòng thờ của ngôi nhà. Đó. Duy nhất cái phòng này thì là không lát sàn gỗ mà là lát gạch kích thước là 60-60 vân gỗ mọi người nha. Đấy. Ngọc Ánh review quá là chi tiết, quá là chân thật luôn. Mọi người muốn được tư vấn, muốn được đi xem nhà thì cứ gọi cho em thôi nha. Phần còn lại, sân phơi của ngôi nhà thì đây. Wow, rất là mát mọi người ạ. Sân phơi của ngôi nhà khá là rộng. Ai mà thích trồng hoa, trồng lan các thứ thì đây cũng là một cái căn để mình lựa chọn. Đặc biệt với cái phần sân phơi này thì ở đây, như Ngọc Ánh chia sẻ, ở phía tầng 1 của ngôi nhà mọi người ạ, là ở trên phía tầng 4 của ngôi nhà là đã có một cái bồn nước một khối. Đồng thời ở đây chủ đầu tư để sẵn một cái thang đi lên rồi nha mọi người. Đó. Vậy thì mọi người còn chần chờ gì mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like cũng như là đăng ký kênh để có thể cập nhật những cái thông tin bất động sản nhà tốt đầu tiên trên trang mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tất cả những video tiếp theo.